Truyện Thánh Gióng. Vào thời Hùng Vương, có một người đàn bà, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn sống thui thủi một thân một mình. Một ngày kia, trong lúc đang làm rẫy, bà vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một vết chân khổng lồ in trên mặt đất. Bà tìm khắp xung quanh không thấy ai, đành lắc đầu than thở. Ai chà, không biết chân cẳng của ai mà to dữ thần như vậy, giẫm nát hết cả đám mạ non của tôi rồi. Vừa nói, bà vừa đặt bàn chân của mình ướm thử vào dấu chân lạ. Bỗng bà cảm thấy rùng mình tựa như một luồng chớp chạy qua. Cũng từ hôm đó, bà mang thai và sau 9 tháng 10 ngày thì hạ sinh một đứa bé bụ bẫm đặt tên là Gióng. Nhưng có điều rất lạ là thằng bé vẫn cứ nằm ngửa đòi ăn, không biết ngồi biết lẫy, cũng chẳng biết nói biết cười, mãi cho đến năm lên 3 tuổi. Cũng vào năm đó, giặc Ân tràn qua biên giới xâm lăng nước ta. Tướng giặc là An Vương rất hung hăng tàn bạo, đi đến đâu là tàn sát dân lành, cướp bóc của cải đến đó. Vua Hùng đã nhiều phen điều binh chống giặc, nhưng vì sức giặc quá mạnh nên quân của Hùng Vương không thể nào ngăn chặn bước tiến của chúng. Lo lắng cho sự an nguy của nước nhà, vua Hùng vội phái sứ giả đi khắp nơi trong nước tìm bậc tướng tài ra tay chống giặc. Một hôm, sứ giả đến làng chú bé Gióng cất tiếng rao: "Loa loa loa, vận nước lâm nguy, ai là người có tài đánh giặc, hãy mau khoác chiến bào xông pha ra trận, loa loa loa." Bà mẹ đang ru Gióng ngủ, nghe tiếng rao bèn nói nựng cậu bé đang lim dim trên võng: "Con nghe không, nhà vua đang tìm nhân tài phò vua cứu nước, vậy mà con trai của mẹ vẫn chưa biết nói biết đi, thì biết chừng nào mới lập nên công trạng kia chứ." Tự nhiên Gióng mở mắt ra nhìn mẹ rồi bật lên thành tiếng: "Mẹ ơi, mẹ gọi sứ giả vào đây cho con." Vô cùng sửng sốt, bà mẹ luống cuống bế cậu bé dậy: "Hả? Con nói cái gì? Có phải con vừa mới nói đó không? Trời ơi, con tôi biết nói rồi, mà lại nói cả một câu dài nữa chứ. Con ơi, nói lại cho mẹ nghe đi con." Gióng mỉm cười với mẹ, rồi lặp lại rõ ràng từng tiếng: "Mẹ hãy gọi sứ giả vào đây cho con." Bà mẹ sung sướng bồng con đi khoe khắp thôn xóm: "Bà con ơi, thằng Gióng nhà tôi biết nói rồi nè. Nó lại còn đòi gặp sứ giả của nhà vua nữa chứ. Con ơi, con nói cho bà con cô bác nghe đi nào." Một vị bô lão trong làng nghe cậu bé nói vậy cho là sự lạ, bèn nói: "Một đứa bé mới có 3 tuổi mà đã biết nói một câu như vậy thì không phải là chuyện thường đâu. Chúng ta cứ mời sứ giả vào đây coi nó muốn gì." Vừa nhìn thấy sứ giả bước vào, cậu bé đã cất giọng lanh lảnh nói: "Ta sẽ đi đánh giặc cứu nước, ngươi hãy về tâu với vua, rèn cho ta 1 con ngựa sắt, 1 thanh gươm sắt, 1 áo giáp sắt và 1 cái nón sắt. Ta sẽ đánh đuổi giặc Ân ra khỏi bờ cõi."
Nghe vậy, vị bô lão vui mừng khôn xiết, sụp xuống lạy tạ trời đất. Ôi, quả là thần nhân xuất hiện, cứu nguy cho dân tộc chúng ta rồi. Sứ giả cũng hớn hở không kém, vội thúc ngựa phi nước đại về kinh đô, tâu với vua. Nghe xong, vua lập tức ra chiếu chỉ cho tất cả thợ rèn trong kinh thành tập hợp lại, rèn ngựa, gươm, áo giáp và nón theo yêu cầu của cậu bé. Suốt mấy ngày đêm thức trắng, những người thợ mới rèn xong mọi thứ mà gióng yêu cầu. Thế nhưng, thứ gì cũng nặng trình trịch, cả chục người nhấc một thanh gươm cũng không xuể. Vua bèn hạ chỉ cho tất cả trai tráng trong kinh thành hợp lực với nhau khiêng mọi thứ về làng cho gióng. Trong khi đó, bà mẹ bế gióng về nhà, lo lắng hỏi con. Con ơi, đánh giặc cứu nước là chuyện hệ trọng, con còn nhỏ xíu như vậy, làm sao mà đảm đương nổi? Cậu bé liền bước xuống đất, đi một vòng quanh mẹ rồi nói. Mẹ đừng lo, con đủ sức đánh đuổi giặc Ân ra khỏi bờ cõi mà. Nhưng bây giờ mẹ phải nấu cơm thiệt nhiều cho con ăn thì con mới mau lớn được. Được rồi, để mẹ đi nấu cơm, nấu một nồi cơm đầy cho con nghe. Bà không thể ngờ được, nồi cơm vừa bưng lên là gióng đã ăn hết sạch, khiến bà phải nấu hết nồi này đến nồi khác mà vẫn không kịp cho cậu bé ăn. Còn gióng thì cứ luôn miệng hỏi, mẹ ơi, cơm chín chưa? Con ăn hết nồi cơm này rồi nè. Cứ mỗi lần ăn xong một nồi cơm là cậu bé lại lớn thêm một chút và lại đòi ăn thêm nữa. Nhà hết gạo, mẹ gióng bèn chạy đi kêu xóm làng. Bà con nô nức nấu cơm, luộc khoai, đút bánh, đem đến cho cậu bé. Có bao nhiêu thứ, gióng đều ăn hết sạch. Rồi cậu bé đứng thẳng người, vươn vai một cái, trở thành một tráng sĩ cao lớn, đầu đội trời, chân đạp đất. Mọi người đều ồ lên kinh ngạc và bảo nhau gom hết vải vóc trong làng lại, may quần áo cho gióng. Quần áo may xong cũng là lúc quân lính cùng hàng trăm trai tráng hì hục khiêng ngựa, gươm, nón, áo tới. Gióng hiên ngang bước ra khỏi nhà, thân hình cường tráng, cất tiếng vang rền như sấm. Ta là tướng nhà trời đây, ta sẽ lên đường dẹp giặc cứu dân. Rồi gióng mặc áo giáp sắt, đội nón sắt, cầm gươm sắt, múa quanh mấy vòng. Sau khi từ biệt mẹ và dân làng, gióng nhảy lên ngựa sắt, xông thẳng ra chiến trường. Gióng vừa giật dây cương thì ngựa sắt liền hí lên một tiếng vang vọng khắp núi rừng, há miệng phun ra một luồng lửa đỏ rực rồi lao vút đi, sải từng bước chân dài hàng chục con sào làm rung chuyển cả mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, ngựa đã xông thẳng đến đồn trại của giặc, bấy giờ đang đóng la liệt trong một cánh rừng. Lưỡi gươm của gióng vung lên loang loáng như chớp giật, khiến quân giặc chết như rạ. Ngựa sắt phun lửa phì phì, thiêu trụi từng dãy đồn trại giặc. Tiếng la hét hoảng loạn vang lên inh ỏi trong khói lửa mịt mù. Thấy tình thế nguy khốn, tướng giặc An Vương ra sức gào thét, hô quân xông tới bao vây gióng. Nhưng gióng vẫn không hề nao núng, tả xung hữu đột, gươm sắt vung mù trời.
Trong lúc gióng đang hăng hái xông pha thì gươm sắt bị gãy. Với sức mạnh phi thường của mình, gióng nhổ bật những bụi tre hai bên đường, quật tới tấp vào các toán lính giặc đang ngoan cố nhào tới theo lệnh của chủ tướng. Chẳng mấy chốc, quân giặc đã bị đánh tơi bời. Tướng giặc vô cùng kinh khiếp, bỏ chạy thục mạng. Trừ xong giặc ngoại xâm, gióng phi ngựa đến chân núi Sóc Sơn, cởi áo giáp và nón bỏ lại. Rồi cả người lẫn ngựa bay lên trời. Để nhớ ơn người anh hùng của dân tộc, vua Hùng sai lập đền thờ gióng ở làng quê, phong làm Phù Đổng Thiên Vương. Dân làng vẫn thường gọi bằng cái tên thân thuộc là Thánh Gióng. Hàng năm, dân chúng từ khắp mọi miền đất nước đều nô nức kéo về mở hội làng gióng rất đông vui náo nhiệt để ôn lại chiến tích oai hùng của cậu bé Phù Đổng năm xưa. Các em biết không, nếu có dịp đi qua vùng Kim Anh, Đa Phúc cho đến Sóc Sơn, các em sẽ nhìn thấy những dãy ao hồ có hình tròn nối tiếp nhau. Tương truyền là dấu chân ngựa của Thánh Gióng để lại. Còn cánh rừng ngày xưa giặc đóng quân bị ngựa sắt phun lửa thiêu cháy, nay còn mang cái tên là Làng Cháy. Và những cây tre mà chàng tráng sĩ Phù Đổng nhổ lên quật vào quân giặc bị lửa liếm vào, nên từ màu xanh chuyển sang màu vàng. Ngày nay, giống tre ấy vẫn còn, người ta gọi là tre là ngà, hay đằng ngà đó các em.